Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Trong không khí mùa xuân này đi thăm những cái vườn bonsai chơi ha. Vườn bonsai Chí Mỹ nằm ở Tân Quyên, Bình Dương, Nam Tân Quyên nha. Của chú mình, chú ruột mình. Chị chia sẻ cho những anh em nào chưa có biết gì về cái này. Nguồn vui mới, một cái động lực mới. Có những cảnh trí không? Này nếu mà bình thường đem đi triển lãm sẽ đổ nước sắp tới mặt đây nè. Quý hiếm á, gọi là cây thanh liêm ha. Thì để lát nhờ ông chú, ông chủ cây, ông sẽ giới thiệu với cây này. Đó, mình muốn kẽm vô sau đầu mình bẻ cho nó ngang lại. Đây là những cái dấu kẽm nè, các bạn thấy khi cây nó lớn rồi nó ăn cái dấu kẽm vô nè. Nó thấy được cái độ già cỗi của cái cây, nó thấy được cái năm tháng. Tuy nhiên cây cẩm thị này cái gỗ nó nhìn nó chắc vậy chứ nó không chắc các bạn. Đây là những cái cụm rừng hồi xưa mình mua rất là mê. Trên cái cây lá này, sinh vật này nó cũng có đột biến các bạn. Bắt đầu nó ra những cái dạng đột biến, ví dụ như cái này gọi là đột biến nè. Đột biến nó làm cho lá nhỏ hơn. Hello, mình là Nam Ngô. Ở ơi bạn, trong không khí mùa xuân này đi thăm những cái vườn bonsai chơi ha. Thì hôm nay chúng ta thăm cái vườn bonsai Chí Mỹ nằm ở Tân Quyên, Bình Dương, Nam Tân Quyên nha. Nói chứ đây là cái vườn bonsai của chú mình, chú ruột mình, chú út của mình, tên là chú Bi ha. Ngày xưa các bạn, ngày xưa mình cũng có chơi bonsai. Ngày xưa là chơi giữa bonsai, giữa song song, giữa thú với lại bonsai. Đó, trồng cây gì và nuôi con gì trước. Nhưng mà sau đó làm bonsai, làm cả hai thứ thì nó mệt quá, nó mất thời gian quá. Cây cối này tốn thời gian lắm các bạn. Cho nên là sau này mình gọi là mình bán hết cái vườn của mình. Hồi đó vườn mình cũng phải gần cả ngàn cây á. Hồi xưa là đi săn mấy cái chơi, mình chơi chủ yếu là cây của anh em miền Trung ha. Anh em Ninh Thuận, Bình Thuận đồ này nọ. Thì những cái cây giống như là cây này trước mặt các bạn gọi là cây cẩm thị. Đó, rồi linh sam, sam núi, hải châu, sơn liễu, rồi săn đá. Đó là những cái cây mà của anh em miền Trung chơi. Thì lúc đó mình chơi rất là nhiều, mua rất là nhiều cây luôn. Tối nào hồi lúc đó là Facebook nó chưa có nổi thì chơi bằng cái diễn đàn cây cảnh Việt Nam á, thì tối anh em mấy anh em đi khai thác ở ngoài đảo á, đầu mới về chuẩn bị hàng up lên trên cái diễn đàn đó, thì người chơi khắp cả nước vô bắt đầu mua. Mỗi cây sẽ có cái mã số, thì chúng ta chọn mã số mấy số mấy. Thường khoảng 6-7 giờ chiều là anh em đầu lên cây, sáng anh em đi ra đảo, đi ra chỗ khai thác, anh em đem về, đem hàng về xong rồi anh em chụp hình up lên diễn đàn, thì người chơi cả nước bắt đầu lên đó để mà đấu giá mua cây về. Thì lúc đó mình mua rất là nhiều luôn, bị nghiện luôn, bạn nghiện mua luôn á. Tối nào cũng mua, tối nào cũng tốn mấy triệu, có khi mười mấy triệu để mua cây về. Đó, ví dụ như mấy cây này mua về đâu đó tầm mấy trăm ngàn, cầm bụi này khoảng 600-700 đầu này nọ, các thứ nhỏ hơn thì tùy, có cây cũng mấy chục nữa, cây nhỏ mini thì mấy chục, cây lớn thì mấy trăm ngàn đó. Xong rồi chơi cũng thời gian về đầu ghép những cây này là ghép nè, này là linh sam của Ninh Thuận, lá nó to hơn, về mình mới ghép đa ưu điểm đầu vô đó, chơi lúc đó nói chung là nói về bonsai thì mình bonsai, tại vì nó cái hình lịch sử hình thành nó rất là lâu đời rồi, cho nên là cây đa cây đề rất là nhiều. Mình là thuộc dạng trẻ chơi thôi, cũng không có chuyên môn gì sâu hết đó, mà thích cái nét đẹp, thích cái thời gian mà mình ngắm nhìn trải nghiệm nó, cho nên mình chơi thôi. Nhưng mà sau khi chơi thời gian thì mình thấy nó cũng gọi là mất thời gian quá, mất thời gian không có làm tốt được các việc thôi, mình quyết định là mình bán hết cái vườn này ba cho chú của mình. Trong này có coi như là nguyên cái vườn bự như vậy thì phân nửa cây là của ông chú mình, còn nửa cây là ngày xưa của mình, xong mình bán cho ông chú. Giờ nó gom lại đây là quá trời luôn các bạn, tử cày không muốn đuối luôn. Nhất là mấy ngày Tết này nè, bình thường là nhà có hai người tưới cây. Mấy ngày Tết này thì mấy anh nó về quê, cho nên là ba mình với mình là phải tưới nguyên cái nhà, tưới đuối luôn. Tết nhất là tưới không có dám đi đâu nhậu luôn á. Rồi mình thấy hai công việc giữa thú với lại cây á, làm hai cái nó chia thời gian nhau ra không có nào tốt được hết thôi. Mình quyết định là mình nghỉ cái cây đi, rồi mình tập trung thú thôi. Thì rõ ràng là nó khi mà tập trung thú thì nó cho một cái thì nó phát triển nó tốt hơn. Hả?
Thì giờ mình bắt đầu vẫn chơi cây lại, nhưng mà chơi theo cái kiểu nhẹ nhàng, không có mua sắm nữa, mà tự chiết cây rồi ra nuôi từ cái con rồi lên. Đây những cái cây này, cây này là hồi xưa của mình hết á, này ghép 86. Bữa nay mới coi cái clip qua bên chỗ không có chưa đó mà quay. Anh đó anh không, anh đó anh cũng nhiều linh sam, nhưng mà anh nói thôi đừng quay, nhiều khi người ta muốn cái không gian riêng tư của người ta chơi các bạn, cho nên là vô quay rồi phải hỏi trước chứ không hay đụng ai quay. Đây đây là chủ vườn, đây là chú bi của mình ha. Để đi làm công chuyện đi, mình đi giới thiệu các bạn vòng vòng. Đây này là linh sam nè đó. Mấy cái cây mà của khu vực anh em miền Trung á, rồi đi khai thác ngoài á, là lũa, chơi lũa ha. Đây là những cái lũa, đây là gỗ chết, lũa gọi là gỗ chết á, gỗ mà gỗ thép á đó, cất cứng cái thời gian. Thì cái này là bữa mình đi lựa mấy cái lũa cho igu của bên chỗ Phi Thái á, bạn thấy. Nhưng mà cái lũa linh sam giờ hết rồi. Này là cây trang nè, này là linh sam, đại đa số là linh sam ha. Này hải châu, hải châu là viên ngọc của biển cả, nó sẽ có những cái trái rất là đẹp, tròn tròn rất là đẹp. Và nó nếu mà ở đây mình á, khu vực của mình á, thì do cái mùa mà nó đậu trái đậu bông á, thì nó ngay cái mùa mưa, năm ra mưa nó sẽ làm cho phấn hoa rồi nó không có thụ phấn được, nó không có ra trái được nhiều đó. Chứ còn ở đúng ngoài khu vực ở của nó ngoài đó, đó là nó trái kín mít luôn bạn, mà nó nở á, là nó nở không có đều ha. Cho nên là có trái mới á, thì nó xanh rồi nó chín hơn, rồi nó vàng, rồi nó cam, rồi nó đỏ, cho nên là cái cây nó có 4-5 màu vậy, rất là đẹp luôn. Mình thì mình rất là thích hải châu, mặc dù hải châu thì cái cốt nó không có mềm được như là mấy cái cây linh sam này nọ, nhưng mà nó có trái, lá nó cũng đẹp. Linh sam hết, me này sân liễu. Cây khu vực miền Tây thì là cây đa số cây thịt, còn miền Trung thì cây lũa đó, này cây sân liễu nhiều không bạn. Coi linh sam nuôi thả sổng bự chà bá bông kín mít thơm, ong nào về rất là nhiều luôn. Giờ nhìn vẫn ghiền nhưng mà ngán mà. Nhìn tới cây thấy ngán rồi. Thì lý do hôm nay đi lên đây quay là tại vì cuối năm cũng muốn ngắm nghía cây cối đồ này nọ cho nó thư giãn đầu óc. Cái thứ hai nữa là chú mình Tết nào cũng sẽ có cái đem đi triển lãm, cũng như là đem đi thi ở những cái hội hoa xuân ở Tân Nguyên này, ở Bình Dương này, ở Bình Dương. Thì mình lên để mình coi ông chú ông chuẩn bị những cái cây nào mà đem đi triển lãm đó, đem đi chơi, quay chơi với các bạn. Thì cũng hấp dẫn lắm nha các bạn, hấp dẫn. Cây cối là cái thu hút một cái lượng người chơi khá là lớn á, tại vì nó lịch sử nó là lâu đời rồi, và nó cũng đang trẻ hóa. Ví dụ như mình đây, cách đây khoảng 7-8 năm trước là cũng mê đắm cây rồi, ở giờ vẫn còn mê. Thì nó ngày càng trẻ, cái đối tượng chơi ngày càng trẻ hơn. Đây là cây tùng lá kim, cây này cũng của mình ngày xưa luôn. Tùng lá kim lá nó nhỏ hơn những cái cây tùng khác nè, cây tùng Việt Nam. Cái vườn này thì có 3 dạng tùng ha. Cây tùng Việt Nam. Cái này tùng lá kim. Đó, còn thêm một cái cây tùng kim cương nữa. Lá kim thì nó nhỏ hơn các bạn thấy không? Lá có chút xíu à. So sánh giữa hai cái lá thì người ta chơi bonsai là người ta ưu tiên những cái cây lá nhỏ, do cái thích cước cây nó cũng nhỏ, đâm ra cái lá nó nhỏ thì nó sẽ hài hòa với cây hơn. Đó. Cây kia nếu mà mình nuôi chậu lâu nó còn nhỏ nữa. Cây này cây gì quên ta, cây này cũng cây miền Trung nè, đẹp nè. Cây này là cây biết phải săn đá, không phải săn đá, cây này là cây cái gì đó quên rồi, nhờ anh em miền Trung nào coi nhớ chỉ nói là giùm mình. Cái da rất là đẹp. Thường thường cái cây miền Trung các bạn, cây miền Trung thì nó ngoài miền Trung không phải cây Ninh Thuận chứ lộn. Cây Ninh Thuận đồ này nọ thứ á, là nó gọi là biển đảo á. Biển đảo thì nó khô cằn, nó thường có lũa,
da nó rất là đẹp, da nó có dấu ấn thời gian, có dấu ấn của gọi là những cái tác động của thời tiết, phong hóa đồ này nọ cái thứ, cho nên là cái da nó rất là già ha, rất là đẹp. Mình thì mình thích cái cây nào mà nó gọi là nhìn nó già cỗi, da dẻ đồ, hơn là mình thích những cái, hơn là những cái cây thịt hả. Mình thích nó cổ lão. Cây này cây vú sữa nè các bạn, vú sữa bonsai, vú sữa bonsai. Giờ đi đi tham quan hết vòng rồi, đầu mình coi coi cái vàng cây nào mà được đem đi thi, mình sẽ quay sâu sâu vô chi tiết trong đó ha. Tùng nè, xưa mình mua cây bự gấp đôi như vậy, gấp ba như vậy, nguyên cái vườn, nguyên cái vườn đặt sau nhà ngay chỗ nuôi mấy con dê á. Xong ấy cái nó bị bể cái bờ bao, nó bể cái bờ bao, nước ngập 3 ngày chết hết luôn các bạn, mất mấy trăm củ gần tỷ bạc, còn sớt nó sụi luôn nha, thiệt. Trồng cây dưới đất rồi, cây đang phát triển, coi như là trồng được 3 năm rồi, mình tính là sẽ thả thêm 2 năm nữa đâu, mình sẽ sửa đâu này nọ, tới 3 năm nó ngập vô cái 3 ngày đi bụi hết luôn các bạn, coi như là mất hết luôn. Bởi vậy hồi xưa mình thích chơi bao linh sam, những cây này là hồi xưa là của mình hết. Mình thích chơi cái cụm rừng đó, đây là những cây gọi là cụm rừng. Tại sao gọi là cụm ha? Tại vì nó dòm nhiều cây, nhiều cây nó kết vô nhau. Cái này ở trong tự nhiên là hạt, những cái cây này nó có hạt nè, hạt nó gớt xuống, bắt đầu nó lên cây con, thì nếu mà nó gớt chung một chỗ thành lên một cái cụm đó, rất là đẹp ha. Đây là cụm rừng. Thì nếu mà nói về bonsai, thật ra mình theo cái kiểu mới, có nghĩa là nó nhiều cái phong cách mới đồ này nọ cái thứ, thì mình chỉ chia sẻ cho những anh em nào chưa có biết gì về cái này, hoặc là sẽ kích thích cho anh em có thêm một cái nguồn vui mới, một cái động lực mới. Chơi cây nó cũng hay đó các bạn, ví dụ như mà stress hay là căng thẳng gì đó, ngắm nghía cái cây hoặc là làm cái cây sửa hoặc là thay đất, là những cái đơn giản thôi nó cũng làm cho đầu óc mình nó thư giãn. Thì mình cũng không có phải là chuyên gia trong cái này, nhưng mà mình là một cái người chơi thôi. Thì chia sẻ cho những anh em nào mà chưa biết bộ môn này biết, hoặc là anh em nào mà sẽ có thêm một cái trò chơi nó lành mạnh nữa để giải trí sau giờ làm việc mệt mỏi ha. Thì như những cái này gọi là những cái tiểu cảnh. Tiểu cảnh thì nó bao gồm có ngoài cây ra nó có đá, có những cái cảnh trí. Cái này nếu mà bình thường đem đi triển lãm sẽ đổ nước sắp tới mặt đây nè, cảm giác như một cái mặt hồ của cây, nó dương ra mặt hồ rất là đẹp. Đây là những cái tiểu cảnh, đây là những cái cụm rừng này là của mình hết nè. Có cái cây này đẹp nè các bạn, cây này cũng là thuộc dạng cây quý hiếm á, gọi là cây thanh liêm ha. Thì để lát nhờ ông chủ cây, ông sẽ giới thiệu với cây này, rất là hoành tráng, rất là ngầu, độc ha, bự đẹp, trong đây có hang bọng luôn nè. Noel rồi đầu trang trí mấy con thỏ đứng ở trong đó rồi bắt đèn là vô nhìn cũng dễ thương. Nhiều quá, nhìn ngán luôn các bạn, nhìn quảng luôn. Trời tưới mạnh lắm. Hồi xưa mình làm cây này á là bởi vì cái gì cũng vậy, nếu mà nó vừa xích chúng ta thì chúng ta sẽ cảm thấy nó vui, còn nếu mà nó lố xích á là chúng ta sẽ bị căng thẳng liền. Thì ngày xưa mình nuôi rất là nhiều mà mình làm không kịp. Đây các bạn, để chỉ cho các bạn coi. Thì giống như nãy giờ chúng ta đi vòng vòng á, chúng ta thấy á là cây cối mà để ra được cái form, cái dáng, cái hình thức này á, là chúng ta phải có tác động, chúng ta phải chỉnh sửa, chúng ta dùng những cái dây nhôm á, chúng ta lúc mà cái cành này nó còn mềm á, chúng ta dùng những cái dây nhôm chúng ta uốn và điều chỉnh cho nó theo
cái form dáng mà mình muốn tạo tác. Thì đây các bạn thấy này, đây là những cái dấu kẽm nè, thấy không? Khi mình quấn kẽm vô để mình sửa cho những cái này, nó cái cây này có lúc đầu nó sẽ dựng đứng lên vậy đi, dựng đứng lên đây đó, mình quấn kẽm vô xong rồi mình bẻ cho nó ngang lại, thấy không? Đây là những cái dấu kẽm nè, các bạn thấy khi cây nó lớn lên nó ăn cái dấu kẽm vô nè. Đó. Nè, đây là những cái dấu kẽm nè, đúng không? Nè, dấu kẽm dính nè. Đó. Thì do cái lượng cây của mình cũng quá nhiều đi. Đây, anh đây coi gì, dấu kẽm nè. Đây là quấn kẽm vô để sửa cây nè. Đó. Cành lớn thì quấn kẽm lớn nè. Kẽm nó đâu ăn vô rồi nè. À, cành nhỏ hay quấn kẽm nhỏ thì do lúc trước mình quá nhiều đi, mình làm không kịp, thì cái cây của mình cái đó mình phải làm gói đầu. Ví dụ như mình làm 20 cây này xong 20 cây sau, 20 cứ tính dài lên gói đầu, thì những cái cây mà mình làm không kịp á, cái kẽm nó ăn sâu vô cái cành luôn, nó ăn sâu vô luôn. Có những cây cành nhỏ mà mình để lâu quá nó ăn mất con kẽm luôn các bạn đó. Xong rồi tới lúc mà gỡ ra nó gãy cái cành luôn, tại nó ăn sâu vô thịt mà. Đó thì nó cũng hư hao đầu nhiều, ở đầu mình áp lực, nó mệt quá, nó làm không nổi, làm mà cảm giác stress luôn á. Tại vì mình sửa không kịp nó hư cái cây. Rồi bắt đầu mình mới tiếc, rồi mới buồn, rồi mới cảm giác là mình đã ôm đồm quá nhiều rồi. Đó, rồi dẫn đến mình làm không có việc nào tốt hết, stress luôn các bạn. Bởi vậy mới nói là chơi cái gì nó cũng phải vừa sức, thấy không? Vừa sức thì nó đỡ mệt. Còn nếu mà cố gắng quá, tham lam quá, cứ ôm hết vô mình là stress liền. Thì đó cũng là một cái nguyên nhân mình quyết định thôi, mình cũng không có thể kham nổi. Thôi mình để lại cho ông chú, ông tập trung, ông làm về bonsai. Còn mình thì làm chuyên cái mảng thú. Xưa mua nhiều đó các bạn. Anh em ở ngoài Ninh Thuận chắc cũng nhớ giai đoạn đó. Như tối nào mình lên mình cũng mua quá trời cây luôn. Mấy người khác nói trời anh Nam ơi, anh mua dừa thôi, anh mua kiểu này giá lên dữ lắm. Tại vì tranh nhau mua đâm ra là cái người bán có thể người ta sẽ kêu giá cao chút xíu, thấy không? Nói anh ơi, anh mua từ từ, anh mua kiểu này ai làm lại anh nữa. Đây là một cái gốc này hồi xưa mình cũng rất là thích nè, thích cẩm thị các bạn. Cẩm thị thì cái da nó, các bạn thấy nó đen thùi lùi như cái cục than vậy đó. Mà da nó sần sùi ha. Người ta chơi cái chơi bonsai thì người ta quan tâm tới cái đế nè. Cái đế nó phải vững chãi đó, rồi cái thân nó phải gióc nhọn. Rồi một trong những yếu tố là cái da nó phải sần sùi, xù xì. Nó thấy được cái độ già cỗi của cái cây. Nó thấy được cái năm tháng ha. Nó thấy được cái những cái tác động của thời gian đó. Thì mình thích cái cây cẩm thị này. Tuy nhiên cây cẩm thị này cái gỗ nó nhìn nó chắc vậy chứ nó không chắc các bạn. Nó không phải là gỗ chắc ha. Nhìn bên ngoài nó có vẻ cùi, đen, da dày đó. Nhưng mà nó cái gỗ nó không có tốt. Linh sam là gỗ tốt, là tùng gỗ tốt rồi. Đây là những cái cụm rừng mà xưa mình mua rất là mê. Anh mua nguyên cái cụm rừng rồi về ở đâu mình ấy. Mấy cái này là ghép hết. Tại vì cái lá Ninh Thuận này lá to, đây là lá diên của nó nè. Đây là lá diên, các bạn có thể thấy đây là lá diên. Lá nó to mà bông nó cũng không có đậm bằng. Còn mình ghép đó vô, mình ghép cái lá nhỏ vô. Thì khi cái lá nhỏ nhìn cái cây nó chi tiết, nó nhặt hơn. Này là ghép giống đa ưu điểm. Đau điểm thì nó lá nhặt khít nè, bông đậm nè, thơm nè, kín bông nè, bông chuỗi nè. Thì bên cái cây lá này, sinh vật này nó cũng có đột biến các bạn. Cái dạng đột biến có nghĩa là xuất phát điểm của nó là cái cây lá bự ghê thôi. Lá bự này lá diên nè. Ha, đây là lá diên của nó. Bắt đầu nó ra những cái dạng đột biến, ví dụ như cái này gọi là đột biến nè. Đột biến nó làm cho lá nhỏ hơn và nhặt hơn. Gai nhỏ hơn. Gai nó có chút xíu như đây thôi.
mà nó cũng ít ha. Để mình kiếm một cái cây lá zin mình cho các bạn coi cái gai nó khủng khiếp luôn. Cái gai này là ở ngoài gọi là dân địa phương, người ta khi người ta ăn ốc á, người ta sẽ cắt cái gai này để người ta lễ con ốc ha. Nó như rễ chanh, như cái gai của cây chanh vậy các bạn. Này khế gân, cây này xưa cũng của mình luôn. Khế gân. Đó, này cũng linh sam. Đây các bạn, đây. Đây là một cái nhánh zin của nó nè. Đây là nhánh zin của nó. Ha. Nhánh zin của nó, các bạn nhìn cái gai nó khủng khiếp không? Đó. Những cái gai này là người ta ăn ốc, người ta cắt vô, người ta lễ ốc ăn luôn. Xong rồi cái lá này các bạn nhìn thấy thì cái lá nó rất là thưa. Lá zin của nó rất là thưa. Đó, thì người ta mới ghép cái đao điểm, lấy vàng ghép cái đao điểm vô. Khi ghép cái đao điểm vô các bạn thấy cái gai nó nhỏ, cái lá nó cũng nhỏ, mà đặc biệt là bông nó nhiều, nó đẹp. Đó, cho nên là mình ưu tiên mình ghép ghép vô chơi. Chứ còn cây zin của nó thì có khi nó lại đẹp cái thân, đẹp cái lũa, và nó nhưng mà cái lá nó không đẹp. Đó. Thích cái lũa bạn, cái lũa đã nó gọi là dead wood, nghĩa là phong cách là nửa sống nửa chết. Đó, trên cái cây là có một cái phần sống và có phần chết, thì nó có nhiều cái triết lý ở trong đó ha, liên quan tới cuộc sống rồi. Thì bonsai nó được cái vậy. Hồi xưa mình mê bonsai, ngồi nói chuyện cả ngày không được, nói chuyện phím thôi chứ không phải là nói chuyện chuyên môn của bonsai ha. Đó, thì cũng thích ngắm nhìn đó. Trời ơi, nhìn cái đống này tưới là ngán ngắn luôn rồi. Để đi qua khu này coi có cây này là mấy cây đại thì được để ở bên ngoài. Miếng này chắc cũng phải 3.000 mấy 4.000 quá, kín mít hết rồi các bạn. Này cũng là cẩm thị nè. Đang chuẩn bị ra thực non. Đây, cẩm thị. Cái này mấy cái cẩm thị này người ta gọi là tàn thiên nhiên, tàn green. Đó, mình về ở trong tự nhiên khai thác về nó vậy luôn. Về mình cắt tỉa bấm tạo cái form, cái khung thôi. Đó. Cái này cái gì ta? Cái điều. Cái điều. À, coi linh sam ổng thả nha. Ui da. Thả bụi lên. Mã này là cây đao điểm zin luôn đó nha. Đao điểm zin luôn. Anh em có qua các clip này, anh em mà có nhu cầu gọi là tìm hiểu bonsai hoặc là muốn giao lưu này nọ thì có thể kết nối với vườn ha. Để chúng ta có thể trải nghiệm vui. Hồi xưa mình mê lắm các bạn ơi. Mê. Mà làm không sể nổi. Ủa đâu có anh xương rồng nữa đây. Mai nữa. Đẹp không? Đứt mê rồi. Mê mà tưới cũng ngán lắm em ơi. Đây là có một cái cây cẩm thị mà như một cái con thuyền luôn. Cây này xưa mình mua mình nhớ 2 triệu mấy á. Như một cái con thuyền luôn các bạn. Chủ vườn này tết nhất luôn, quá không làm cỏ gì hết. Ha, nó như một cái con thuyền luôn. Nó có rễ đây nè. Rễ đây. Rễ đây. Nhiều cái con thuyền vậy. Thì thật ra đây là cái gì các bạn biết không? Đố các bạn tại sao có cái cây nó hình dáng giống vậy. Đây là cái rễ. Ha, đây là cái rễ của cái cây. Thì cái đầu rễ nó nổi trên mặt đất, cái đầu nó lên những cái tược con này, cái đầu nó mọc lên. Đó. Thì khi anh em đi khai thác thì thấy khúc này mới đầu bứng về. Đó.
Đó, chứ cái này là cái rễ cây ha, cái rễ nó bò trên mặt đất lên cây con, khai thác thành con thuyền luôn. Xưa mình mua đâu 2 triệu mấy á. Đây, bây giờ mình đi gọi là đó, đi vòng vòng tham quan rồi tản mạn kể chuyện ngày xưa ngày sửa đồ này nọ. Rồi, lát mình đi vô mình gặp ông chủ vườn rồi mình xem coi ông chủ vườn hôm nay đã chuẩn bị những cái cây nào để mà đem đi triển lãm đâu. Ông chú này cũng mát tay lắm. Hồi xưa mình làm cây các bạn cũng thích lắm, cũng vui lắm khi làm ra được cái cây xong rồi post lên mạng được mọi người yêu thích, thích rồi mua thì cũng vui, nhưng mà cái cây này vận chuyển đi cực lắm các bạn. Cây vận chuyển đi rồi mà vẫn chưa an tâm nữa, tiền vô túi rồi nhiều khi nó bị ao ra. Thì đôi khi ví dụ như người ta mua mình cái cây này đi, kiếm cây nào được coi. Ví dụ người ta mua mình cây này đi, cây này là cây cần thăng ha các bạn ha, cần thăng. Ví dụ mua cây này đi, ngoài Hà Nội hoặc là đâu đó mua, ngoài miền Trung là mua. Thì hai bên là trao đổi với nhau ok hết rồi, đồng ý giá rồi. Mình thì mình vận chuyển cho tới người ta trả tiền ship luôn. Nhưng mà yêu cầu là gì? Chơi bonsai là chủ yếu là cái form dáng, một khi đã sửa rồi nó lên cái hình hài rồi thì nó phải đúng vậy nó mới đẹp, đúng không? Thì bắt đầu mình ở đây mình ship. Mình ship thì hả, đối với ship mấy cây này cực lắm các bạn. Phải đóng khung gỗ rồi nọ, xong rồi cột niền cây. Tại nó nặng mà. Ở trong quá trình vận chuyển nó rung, nó lắc, nó ngã một cái, chỉ cần gãy cái cây này một cái là nó mất cái hình hài à. Nó thí dụ ha, ví dụ cây này đang vậy xong gãy cái cụp đang cái là coi như xong phim luôn rồi. Mất cái khung luôn rồi. Đó, cho nên là quá trình vận chuyển rất là cực. Phải cột, phải làm cái khung sắt, khung gỗ đồ chằng qua chằng lại vận chuyển đi. Nhưng mà bên đơn vị vận chuyển Việt Nam thì cái cung cách làm việc nó cũng chưa có tốt. Đó. Cũng không phải là tất cả ha. Một số người là cẩu thả, quăng quật hoặc là gọi là làm mà nó không có nương. Cây nó ngã ngang, ngã nghiêng, ngã ngửa. Rồi nó vô nó tì nó gãy cây. Ra tới nơi khách nhận nói: "Ôi anh Nam ơi, chết rồi, gãy rồi. Giờ gãy giờ làm sao giờ?" Gãy rồi phải hồi tiền lại. Gặp khách nào dễ dễ nó thôi em ơi, giờ em gán em nuôi lại giùm anh đi, anh em mình chia sẻ rủi ro đồ, anh bớt em 50% đồ này nọ thứ, phải thối tiền lại cho người ta 50%. Còn có gặp khách nào khó nó: "Trời anh ơi, cái cây này nó đẹp có nhiêu đây mà giờ nó vận chuyển ra đây nó bị như thế này, em đâu có lấy được." Thì các bạn biết là mình thì đó giờ là mình thứ nhất là giữ cái uy tín các bạn, rồi này nọ cái thứ, cho nên là cũng không có ép ai, mà không cần giữ uy tín, nhưng mà cái bản tính của mình rồi đó giờ là không có ép ai hết trơn á, không có ép ai làm theo ý mình mà cho người ta cảm giác không thoải mái hết trơn á. Mình chỉ show ra những thứ mình có vậy, nếu mà bạn thấy thì chúng ta tiến tới với nhau. Chứ cái gu mình hồi đó giờ là không có thích ép ai hết. Cho nên đó là mà mình cũng, nếu mà mình mua hàng thì mình cũng muốn vậy ha. Cho nên là khi mình vận chuyển ra ngoài, mặc dù không phải lỗi của mình, đôi khi là đơn vị vận chuyển thôi, thì nó bị gãy. Thì khách nói này đâu chơi được gì nữa đâu anh Nam, thối tiền lại cho anh ta luôn. Rồi đôi khi mình nói thôi em giữ cây lại coi như là em tặng ai cũng được, hoặc em muốn nuôi lại thì anh cũng tặng em nuôi luôn. Chứ giờ vận chuyển về tốn mớ tiền nữa. Đó, cho nên tặng luôn, cho nên bán cây nhiều khi tiền vô túi rồi phải hồi ra lại nữa. Đó. Cho nên sau này mình thôi cực quá bạn. Gửi xe cực quá. Đi gửi cực lắm. Trời cái chỗ nào nó gần thì bằng được, nhiều khi phải chạy xe xuống bến xe miền Đông, chạy vô bên trong, khiêng nguyên cái cây xuống. Ôi làm thủ tục đủ thứ đường hết. Quá mệt. Đây có một cây tùng cũng rất là lạ. Cái này gọi là tùng chân châu ha. Lá nhỏ xíu à. Để xin miếng bo này về mình ghép mấy cây ở nhà chơi coi. Này là nguyệt quế nè, thơm lắm nè. Này tùng kim cương. Ồ rầy quá. Rầy hả bạn? Con rầy. Cái rầy này bám lá nè, quéo hết nè. Ông chú tôi Tết nhất là ông lu bu việc nhà quá, đang sửa nhà ở dưới. Đang ông chú đang sửa một cái nhà, đâm ra là Tết
Mai ổng không, giờ này chưa thấy chuẩn bị mai mới gì hết trơn, thả luôn à. Mỗi năm là lặt lá mai, lặt lá mai rồi cũng đem đi triển lãm rồi bán cây rồi cho thêm mai luôn. Năm nay thấy thả để không luôn à. À, cái đám tùng này là cái đám hồi nãy mình nói với các bạn là mình mua một cái mớ tùng, mình mua mớ tùng lớn lắm, cây bự lắm, xong rồi nó ra trái nha, tùng trái đàng hoàng, nó mọc lên cây con. Thế mình thu hoạch được mớ cây con này, còn cái đám tùng kia bị ngập nước chết luôn à. Ok các bạn, thôi trước mắt thì cứ đi. Đây cây mai này quá trời nụ luôn nè. Xoài. Ok các bạn, rồi thôi hôm nay cuối năm lên thăm ông chú, sẵn thăm cái vườn bonsai thì chia sẻ thêm một cái bộ môn chơi nó rất là thú vị, lành mạnh, chơi có chiều sâu, chơi hoài được hoài luôn. Thì thật ra mà nói á, rồi sao nước đến đây luôn rồi. Mình thì mình cũng đang gọi là đang còn trẻ, đang ở cái tuổi gọi là rất là sung sức để làm việc. Thì mình sẽ cố gắng là gọi là làm việc cho nó thật là chăm chỉ trong cái giai đoạn đang khỏe khoắn. Tuy nhiên là mình vẫn chừa một cái bộ môn chơi để sau này khi mình về già, mình có chỗ mình giải trí để không có bị căng thẳng, không có bị gọi là gì ta, gọi là gì, nhớ trước quên sau, rồi không có bị ù lì đó. Đó là bộ môn bonsai. Thì mình chuẩn bị cho hiện nay là mình mặc dù là mình bán hết cái vườn của mình, nhưng mà ở nhà mình cắt, mình chiết ra những cái cây tùng nhỏ, bắt đầu mình nuôi từ cái con lên. Thì mình dự định mình nuôi tới mốt mình già luôn, tới mốt mình nghỉ hưu á, thì mình có cái để mà mình tiếp tục chăm sóc để cho mình năng động hơn. Mình dỗ giấc ngủ các bạn, mình dỗ giấc ngủ hay lắm. Có hai cái đam mê lớn của mình, đó là bò sát với lại cây cảnh. Thì các bạn biết là mình dỗ giấc ngủ bằng cách nào, nếu mà tùy lúc ha. Ví dụ như có lúc mình đang hứng thú với con thú á, con bét á, thì mình nằm hình dung là bây giờ mình lấy con này, mình phối với con này, nó sẽ ra được cái màu gì. Thế mình suy nghĩ ngáy mình ngủ luôn. Còn đó với lại cây bonsai á, ví dụ như mình nhìn cây này, xong rồi nói giờ mình sẽ bỏ tược này, giữ tược này, cây này bẻ xuống, cây kia bẻ xuống, thế là mình ngủ. Đó là cái cách dỗ giấc ngủ của mình. Vậy cho cái đam mê của mình suy nghĩ tới là ngủ luôn. Có nhiều người á là người ta nói là suy nghĩ tới công việc ta ngủ không được, còn mình thì mình tận dụng vô cái sở thích của mình để mà mình ru mình vô giấc ngủ. Ok mọi người, chia sẻ mọi người chút xíu về cái một cái bộ môn chơi nó rất là lành mạnh, rất là có chiều sâu ha. Rất là hay luôn ha. Nó sẽ, nếu mà các bạn gọi là có đam mê thật sự mà biết quan sát mọi thứ xung quanh á, nó sẽ cải thiện cái tính cách của mình rất là tốt. Mình hồi xưa cẩu thả lắm, nhờ chơi cái này cũng dũa được cái nết, nó không có cẩu thả, tại vì mỗi cái cẩu thả đều trả giá bằng tiền hết. Ok mọi người, rồi đầu xuân chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip thật vui vẻ ha. Lát nữa mình sẽ đi vô, mình nhờ ông chú ông coi ông chuẩn bị mấy cái cây nào. Nó đây là những cái cây nó nói chung nó có hình có hài mà chưa cắt tỉa, còn những cái cây mà sẽ đem đi triển lãm thì tất nhiên sẽ cắt tỉa vô phơm đồ đàng hoàng đẹp hơn. Ok bye bye mọi người nha.